Thưa quý vị, trưng bày hoa cảnh trong nhà, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết, là một phong tục truyền thống lâu đời mang nhiều ý nghĩa, là nhu cầu làm đẹp trang trí của đại đa số gia đình người Việt chúng ta. Do đó, nghề trồng hoa Tết cũng được nhiều người xem là nghề làm đẹp cho đời. Thế nhưng bên cạnh những chậu hoa, cây cảnh bắt mắt phục vụ người dân chơi Tết thì người dân trồng hoa cũng rất nhiều nỗi nhọc nhằn. Vâng ạ, trồng hoa thì chúng ta tưởng là đơn giản, thế nhưng mà thực ra là tốn rất là nhiều khâu cũng như là vất vả đối với người trồng hoa đấy ạ. Mặc dù là đầu tư lớn nhưng luôn phập phồng lo âu vì may rủi phụ thuộc vào thời tiết. Bên cạnh đó thì người trồng lo lắng là khi thị trường có quá nhiều các loại hoa phải cạnh tranh giá, trong khi mà chi phí đầu vào cũng tăng nên là giá thành cũng sẽ tăng theo. Tất cả sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của cả một năm vất vả của chính người trồng hoa. Vâng, nhân câu chuyện mà chị Quỳnh Anh vừa mới chia sẻ thì tôi cũng muốn chia sẻ tới chị Quỳnh Anh cũng như là quý vị khán giả một câu chuyện mà tôi đã xem được trên mạng xã hội, cụ thể là trên fanpage có tên là Year One TV cách đây ít ngày. Có một nội dung clip ghi lại cảnh một người đàn ông trẻ tự xưng là nông dân làm vườn tại Mê Linh, Hà Nội. Theo đó thì anh này đã có những chia sẻ thể hiện sự bức xúc vì gần đây trên mạng xã hội có một số người đã lợi dụng tên tuổi câu view, câu like để bán phá giá chậu hoa hồng Mê Linh với giá chỉ 15.000 đồng mà thôi, gây ảnh hưởng lớn đến làng hoa. Anh cũng cho biết bản thân quá bức xúc thì mới phải làm clip lên như vậy. Và để có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì mời chị Quỳnh Anh cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi. Thật sự quá bức xúc thì em mới lên cái clip này các bác ạ. Em là một nông dân làm vườn tại Mê Linh. Hiện tại cái giá để sản xuất ra một cái bầu cây như thế này, một cây bầu cây như này, bầu đen như này, cái giá mà bọn em sản xuất một năm trời mới ra được cây để bán là giá là từ 15 đến 20 nghìn. Cái giá sản xuất ra đã 15 nghìn rồi, thế mà có những người đăng lên mạng giá 15 nghìn, phá giá cả một cái làng, cái xã bọn em bán hoa thì em nói thật các bác, bán kiểu gì, bán cho ai bây giờ? Và lái buôn về cũng chỉ hỏi tao mua giá 15 nghìn, thì có phải người dân khổ không? Vâng thưa quý vị, trồng hoa bán Tết là mục đích được xác định hàng đầu của người dân ở các vùng trồng hoa. Vì đơn giản là hoa bán Tết bao giờ cũng đắt gấp 4-5 lần, thậm chí là hàng chục lần so với ngày thường. Thế nhưng một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt cả. Để có được khoản lợi nhuận, người trồng hoa cũng gặp rất nhiều vấn đề khiến họ phải đau đầu, điển hình như là chúng ta vừa xem xong clip vừa rồi phải không ạ? Vâng ạ, bản thân tôi thì sau khi mà xem clip vừa rồi cũng như nghe những cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ thì cảm thấy rất là bức xúc dành cho những người nông dân. Và để có thể chăm sóc một cái chậu hoa từ lúc bé cho đến khi xuất bán và tới tay khách hàng thì chắc chắn là không hề đơn giản. Và trước Tết thì phải lo chăm sóc cây, canh thời điểm để phun thuốc diệt sâu, rồi lại canh thời tiết sao cho cây có nhiều hoa và nở đúng vào dịp Tết, không sớm và không muộn. Năm nào hoa nở sớm hay là nở muộn thì năm đó coi như là thất bại. Vất vả và nhọc nhằn là như vậy. Thế nhưng mà anh Hoàng có thể thấy đấy ạ, giá trị của một chậu hoa hồng cũng như chúng ta vừa xem chỉ là khoảng từ 15 cho đến 20 nghìn đồng mà thôi. Và như vậy là quá rẻ so với sức lao động mà một người nông dân phải bỏ ra như thế đúng không ạ? Vâng, qua câu chuyện như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là để chúng ta có thể cảm thông phần nào với nỗi bức xúc của người nông dân trồng hoa trong đoạn clip vừa rồi. Cả năm chỉ trông chờ vào dịp Tết thôi, bản thân họ cũng phải bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc hoa nên cũng muốn thu lại thành quả xứng đáng với công trình của anh. Vâng ạ, và nói đến cái việc mà những người nông dân phải chăm sóc hoa như vậy thì người ta coi như đây là một cái canh bạc, bởi vì là không chỉ là phụ thuộc vào thời tiết, phụ thuộc vào chính những cái nhu cầu của khách mua. Và tôi cũng xin được nhắc lại một câu chuyện không mấy vui, nhưng mà thực tế là chúng ta cũng đã từng chứng kiến rất nhiều năm, nhiều tiểu thương đã phải khốn đốn vì tâm lý mua hoa giờ chốt cho rẻ hay là dễ ép giá của một số khách hàng, khiến cho nhiều tiểu thương bức xúc đến nỗi là đem đổ bỏ và chấp nhận việc lỗ vốn chứ nhất định là không chịu bán rẻ. Và tất nhiên thì tôi cũng rất không đồng tình với cái việc làm này của một số người, thế nhưng mà thực sự là rất thương cho những người nông dân chân chính khi mà họ đã phải bán đổ sức lao động của mình như vậy. Vâng, chúng ta đều biết rằng là bất kỳ trồng hoa hay bất cứ một lĩnh vực nào thì cũng có những cái rủi ro trong thương trường. Một mùa xuân mới thì đang về, chỉ mong sao là thời tiết năm nay được thuận hòa, thị hiếu người tiêu dùng cũng ổn định hơn để có thể đem lại những niềm vui cho người dân trồng hoa và những tiểu thương. Vâng ạ, và tôi cũng có nhớ những cái bài viết mà vào cuối những năm ngoái khi mà người ta cũng có chia sẻ là đừng đợi đến 30 Tết thì mới mua hoa nữa, và chúng ta hãy mua sớm lên để những người nông dân có thể trở về nhà sớm hơn, được hưởng một cái Tết trọn vẹn bên gia đình đúng không ạ? Vâng, và một nội dung cũng đang rất được nhiều người quan tâm. Khép lại câu chuyện về những người nông dân trồng hoa mà chúng ta vừa mới theo dõi, mới đây trên trang fanpage Jan Foods cũng chia sẻ một đoạn clip khá là thú vị, kèm theo dòng status có nội dung là du học sinh thấy quán bán ế liền dùng tuyệt chiêu quê nhà. Và cái kết thì rất là hiệu nghiệm, mẹo của ông bà ta thì mãi đỉnh. Vâng ạ, và sau khi mà cái clip này được đăng tải trên mạng xã hội thì cũng đã nhận về được rất nhiều những lượt tương tác của cộng đồng mạng và để lại rất nhiều những dòng bình luận vô cùng hài hước. Và hài hước như thế nào thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip sau đây.
Quán ăn Hàn, thấy quán hôm nay có vẻ khá ế ẩm hơn mọi ngày, cô bạn nhanh trí nhớ ngay đến tuyệt chiêu quốc gia, chính là giải muối giải gạo ra ngoài đường, y như rằng một lát sau khách kéo đến đông nườm nượp, đến nỗi mà chạy bàn mỏi hết cả chân luôn. Đây đúng là đặc quyền của những quán ăn nào có sinh viên người Việt làm thêm mà. Dân tình sau khi xem xong đoạn clip đã hài hước để lại bình luận rằng, ủa vậy là người ta hiểu mấy câu khấn bằng tiếng Việt hả mọi người? Bữa tôi còn thấy anh nào chỉ chủ quán Nhật nhảy qua lửa 7 lần nữa, mẹo dân gian Việt Nam quá là đỉnh đi. Nhiều du học sinh cùng chung cảnh ngộ cũng gật đầu lia lịa, công nhận mẹo của các cụ nhà mình đỉnh thật, đem đi áp dụng ở nơi đất khách quê người mà cứ phải gọi là tuyệt vời luôn. Vâng, khi mà xem xong clip rồi, không biết là chị Quỳnh Anh nghĩ sao về những cái tuyệt chiêu bán hàng của quê nhà của chúng ta? Bản thân tôi thì khá là bất ngờ bởi vì là bình thường thì những cái tuyệt chiêu này thì chỉ có những người già hay là người lớn tuổi thì mới sử dụng thôi. Thế nhưng mà ở clip này thì tôi thấy là các bạn học sinh này, sinh viên mặc dù là có tuổi đời rất là trẻ nhưng mà các bạn lại có thể làm một cái việc này rất là thành thạo, và ngạc nhiên hơn nữa thì nó lại là được ứng dụng bởi những người nước ngoài, anh Hoàng ạ. Vâng, cũng xin chia sẻ thêm, đó là đốt vía là một hành động tâm linh dân gian để xua đuổi vía dữ, vía độc hay vía đen đang ám quẻ cho người hoặc là nơi nào đó. Ở nước ta thì đốt vía để bán hàng thuận lợi hơn chắc hẳn không còn quá xa lạ với người kinh doanh rồi. Khi mà buôn bán không gặp thuận lợi, gặp nhiều vận đen trong ngày thì họ quan niệm rằng điều này xảy ra là do gặp những người mua hàng có vía dữ, và để hóa giải thì họ cần phải đốt vía để xua đi phần nào đó sự xui xẻo. Và trong rất nhiều cách đốt vía để bán hàng thì tôi thấy rất nhiều người đã sử dụng muối giống như là cách làm của mấy bạn trẻ trong clip vừa rồi. Vâng ạ, và chúng ta cũng có thể thấy là trong đời sống văn hóa của người Việt Nam thì có nhiều những tục lệ mà không được chứng minh bằng mặt khoa học, thế nhưng mà người ta lại được sử dụng rất là nhiều. Và chúng ta cũng có thể thấy là trong cái clip này thì đặc biệt đốt vía nó không gây tổn hại đến mọi người, nhưng mà nó lại gìn giữ một cái lưu truyền đặc biệt và bất kỳ ai ai cũng có thể làm được. Và vì thế mà có rất là nhiều người bán hàng hiện nay thì vẫn thực hiện cách này để có thể xua đi những đen đủi, những điều không may mắn và đón nhận tài lộc, buôn may bán đắt đến với quán của mình ạ. Thưa quý vị, mới đây trong phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá lớn nhất Tokyo, Nhật Bản, một con cá ngừ vây xanh được bán với giá là 114,24 triệu yên, tương đương là 788.440 đô la Mỹ, hay hơn 19 tỷ đồng tiền Việt Nam chúng ta. Theo một quan chức tại chợ cá Toyosu, giá con cá ngừ trong phiên đấu giá cao gấp 3 lần so với giá chào bán tại phiên đấu giá ở chợ cá Toyosu vào năm ngoái, đồng thời là mức cao thứ tư kể từ khi những con số này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1999. Con cá ngừ vây xanh này nặng 238 kg và được đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển Oma, tỉnh Aomori, thuộc đông bắc Nhật Bản. Ông Yukitaka Yamaguchi, chủ tịch của Yamazuki, nhà bán buôn trung gian vừa thắng cuộc đấu giá, cho biết rằng yếu tố quyết định mức giá hơn 100 triệu yên là do độ tươi và màu sắc rực rỡ của con cá ngừ. Theo các chuyên gia, giá bán của cá ngừ vây xanh Nhật Bản cao tới như vậy không chỉ ở chất lượng, độ tươi ngon, mà còn do nó được bán đấu giá vào đầu năm mới. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nhiều hộ nông dân có diện tích trồng Phật thủ, loại quả rất được ưa chuộng trong mỗi dịp ngày rằm, lễ Tết và đặc biệt là Tết Nguyên đán. Với hình dáng đặc biệt thì quả Phật thủ theo quan niệm dân gian mang ý nghĩa là may mắn, tài lộc. Vì vậy mà Phật thủ được nhiều người tiêu dùng chọn mua để có thể bày lên bàn thờ gia tiên vào ngày Tết. Theo báo VTC News, giá bán của mỗi quả Phật thủ tại vườn được chia theo từng loại. Đối với những loại vừa tiền được đóng gói bán theo cân với mức giá 30.000 đồng một kg. Những quả đẹp được bán theo quả với giá 50.000 đến 70.000 đồng một quả. Riêng những loại quả một vừa to, đẹp, vừa nhiều tay thì được giao bán với giá là 200.000 đến 300.000 đồng một quả. Phật thủ để càng lâu thì lại càng thơm, ít nhất bảo quản được 2 tháng. Đặc biệt, nếu vào thời điểm hanh khô, trong quả ít nước thì có thể bảo quản được 4 đến 6 tháng. Được mệnh danh là loài cây khó tính, Phật thủ đòi hỏi người nông dân phải dày công chăm sóc. Cây Phật thủ khi ra hoa, nếu hoa gặp phải mưa gió hay bão sẽ không đậu quả được. Đặc biệt, sương muối ảnh hưởng lớn nhất đến hình dáng của quả Phật thủ.